Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Huấn Vina. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn cùng đi tham quan một cái mái sắt mái rất là khủng luôn, với diện tích chiều mặt tiền là 6m và chiều sâu là 20m. Đó. Một cái mái rất là rộng và được đan hệ thống sắt hai lớp như các bạn đang quan sát thấy trên màn hình. Đó. Các bạn có quan tâm về hệ thống sắt thép cũng như có dự định xây nhà, có nhu cầu tư vấn thiết kế bản vẽ thì có thể liên hệ tới công ty của chúng mình với số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Cái mái này thì được tiến hành đi hệ thống thép là sắt xoắn 10. Xoắn 10 và được tiến hành đi là sắt hai lớp. Và được đi thiết kế là A13. A13 tức là khoảng cách từ sắt nọ đến sắt kia là 13 13. Đấy, 13 13 vuông như các bạn quan sát thấy trên màn hình. Đó, và đi sắt xoắn 10 và đi là hai lớp. Đây, các bạn quan sát một cái mái rất là khủng và đồ sộ luôn. Còn hệ thống dầm thép thì được thiết kế như sau. Đối với những dầm bo vùng quanh thì được đi là 4 cây. Hệ thống dầm bo vùng quanh thì đi là 4 cây phi 16. 4 cây phi 16, 2 cây trên, 2 cây dưới. 2 cây trên, 2 cây dưới. Còn hệ thống dầm ngang, hệ thống dầm ngang thì được đi là 6 cây. Đấy, hệ thống dầm ngang đây. Dầm ngang thì được đi là 6 cây phi 18. Đấy, 3 cây trên, 3 cây dưới và 3 cây kẹp không. Đó. Như các bạn quan sát thấy. Đây, hệ thống dầm ngang đây. Được đi 6 cây phi 18, bao gồm là 3 cây trên, 3 cây dưới. Và có thêm 2 cây kẹp hông nữa. 2 cây kẹp hông. Tổng là 8 cây. Thợ đang tiến hành ghép cốt pha phần dầm để tiến hành chuẩn bị đổ. Nói không nghe đúng không? Hệ thống sắt mái này thì được đi hai lớp, nhưng mà hai lớp này thì được đi là thiết kế là hai lớp chồng với nhau. Đấy, các bạn quan sát đây. Đây là hệ thống đường điện cho đèn và quạt trần này. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ và phối ghép các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại trên màn hình hoặc ở dưới phần mô tả. 18 trụ cơ không? 28 trụ. 28 trụ cơ. Kinh nhỉ. Chắc thì 300 mét vuông. Không lý cái vượt quá được cái loại đấy, không vượt quá được chỗ bà này. Thế thì biệt thự được còn gì? Cái ống sạn. Hả? À, khách sạn thì chịu rồi. Cái này là cởi ra câu lại à? Thế hôm qua này chỉ đạo sai kỹ thuật à? Thế này có cái kìm bấm nhỉ? Yeah. Không có kìm nào bấm được này. Có chứ. Không có. Bấm được. Bấm được chứ, bác ơi, em về em lấy kìm cho bác bấm. Kìm bấm kiểu gì? Bấm phát một là đứt ngay. Đây là cái không bán ngoài đây. Hả? Tí đi em mang cho bác xem. Kìm bấm mũi nhọn ấy. Lan đây sao này? Lan đâu, có phải lan đâu. À thế cái gì đấy? Cái gì nhỉ? À đây là cây xanh.
nhận về tí đi nhá. Hả? Xin hiểu mua. Xin ở trên bờ rào. Thấy hay hay thì chơi. Về cấy nó vào cái hòn đá cho đẹp.